em xin phép được giới thiệu với tất cả quý cô chú anh chị trong buổi Zoom ngày hôm nay. Thì chắc chắn là chúng ta khi mà đã đầu tư Skyway hoặc là đang tìm hiểu Skyway thì đều biết được rằng là có một nhân vật rất là đặc biệt, đó là người mà đã đầu tiên phát triển cái Skyway này ở Việt Nam. Để mà đến ngày hôm nay thì nhờ cái công sức của anh, nhờ sự tâm huyết của anh mà người Việt Nam của chúng ta đã có khoảng hơn 100.000 người đã có cơ hội đầu tư để mà sở hữu cổ phần của Skyway rồi. Thì đấy là công lao rất là lớn của một người anh mà em gọi là mà em và rất là nhiều anh chị trong Skyway gọi là người thuyền trưởng, người thủ lĩnh lớn của Skyway tại Việt Nam. Và không những thế thì anh còn được ví như là Google của Skyway vậy. Nên là tất cả những gì về Skyway thì anh đều nắm rất là rõ và anh rất là tâm huyết cũng như yêu dự án Skyway này. Nên là ngày hôm nay thì em xin phép được mời anh Tâm sẽ xuất hiện để mà chia sẻ tất cả chúng ta. Thì trước tiên thì em xin phép mời mọi người cho chào mừng anh Tâm của chúng ta với một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Em chào anh. Hiện tại thì trong phòng Zoom của chúng ta đang có 100 quý cô chú anh chị là những người mà có những người thì đã đầu tư Skyway rồi và có những người thì cũng đã rất là tâm huyết Skyway rồi. Tuy nhiên thì cũng có những anh chị là hôm nay mới vào để mà Skyway để nhận được những cái giá trị. Thì cũng rất là mong anh sẽ chia sẻ về Skyway nhiều hơn để cho mọi người cùng có thể hiểu rõ hơn Skyway ạ. Cảm ơn bạn Nga, cảm ơn bạn Nga cho bạn Nga một tràng pháo tay đi. MC và ngày hôm nay thì thực sự là nếu quý vị hiểu sâu, hiểu thực tế hơn thì quý vị sẽ gặp trực tiếp. Thì có những câu hỏi thì tôi sẽ xử lý, tôi sẽ trả lời hoặc là cho thông tin nó sẽ xác hơn. Nhưng ngày hôm nay là chung cả những nhà đầu tư, cả những khách hàng. Cho nên là ngày hôm nay chúng ta cứ nghe những gì là tôi giao lưu nhé. Được ạ. Vâng, xin chào tất cả quý vị anh chị. Thì ngày hôm nay là rất vui mừng được giao lưu với quý vị anh chị mấy phút. Thì tôi muốn nói với quý vị anh chị là rất nhiều anh chị thắc mắc rằng là Skyway thì hiện tại bây giờ tại sao không huy động từ các tổ chức lớn mà lại huy động từ những nhà đầu tư nhỏ như chúng ta. Thì chúng ta đã biết là huy động từ nhà đầu tư lớn, từ tổ chức lớn hay là huy động từ các cá nhân nhỏ đều có những ưu điểm và nhược điểm khác nhau. Đấy. Thì có rất nhiều cái công ty trên toàn thế giới người ta cũng đã huy động từ các tổ chức lớn trước đây. Ví dụ từ các quỹ như SoftBank hay Capital, những cái quỹ đấy mà dành riêng cho các tổ chức cá nhân. Nhưng khi mà huy động từ các tổ chức cá nhân như vậy đòi hỏi các tiêu chuẩn nó cao hơn. Và ông Zulicki ông ấy cũng đã mất khoảng rất nhiều năm để huy động từ vấn đề đó, từ các tổ chức, từ các cá nhân lớn. Và đã không dưới 7 lần đã bị chính đối tác của mình, những nhà đầu tư lớn loại bỏ ra chính ông đấy ra khỏi công nghệ của mình. Đấy là một cái nhược điểm. Và thứ hai nữa là quý vị sẽ thấy là khi mà xin các tổ chức về cái nguồn vốn thì tôi lấy ví dụ như là chúng ta xin khoảng 20.000 đô la thì chúng ta phải trình bày rất là nhiều thứ. Đấy. Và trình bày rất nhiều thứ khả thi mọi thứ xong đó để mà tiền đến được tay chúng ta cũng mất thời gian rất là dài, cũng phải mất được nhiều tháng nữa. Như vậy cái khoản đầu tư là cái khoản tiền và tài trợ cho dự án nó là không liên tục. Đấy. Chính vì vậy là chúng ta lựa chọn năm 2014 chúng ta lựa chọn hình thức crowdfunding. Hình thức crowdfunding này ngoài Skyway Capital ra thì có rất nhiều cái công ty, nhiều quỹ cũng đã huy động từ sử dụng cái hình thức này để huy động cho các công ty khởi nghiệp. Đấy, trên màn hình quý vị có thể thấy là rất nhiều cái công ty như Skytac, WeFinder và rất nhiều cái công ty khác. Mà chúng ta cũng thế. Thì ví dụ ngày hôm nay nếu không thay vì là Skyway không giao cho quỹ Skyway Community thì cũng phải giao cho các quỹ Skytac hoặc các quỹ khác. Đấy. Thì ngày hôm nay chúng ta rất là vui mừng, rất là may mắn là chúng ta đang hợp tác với chương trình là đối tác của Skyway Community. Đấy. Thì những ưu điểm của cái việc mà huy động từ đám đông như này, tôi lấy ví dụ như trong thời điểm dịch Covid, tại thời điểm này thì các doanh nghiệp và các tổ chức người ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Chính vì vậy là nếu mà người ta gặp khó khăn đồng nghĩa với dự án của mình cũng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Và khi mà huy động từ cá nhân nhỏ như vậy
thì mỗi người có 50 đô, 1.000 đô, 100 đô thì nó cũng có cái vốn lưu động ngay lập tức cho cái dự án để người ta thực hiện dự án. Đấy. Và trong cái dịch Covid thì cái việc huy động từ đám đông này thì thực sự nó là cái ưu điểm rất lớn. Và chính vì vậy là từ năm 2014 đến giờ, chính vì huy động từ cộng đồng như vậy thì nó giúp dự án phát triển và chuẩn bị ra ngoài thương mại. Còn trước đây huy động từ các tổ chức cá nhân lớn, bởi vì cái dự án của chúng ta là đòi hỏi kinh phí nó rất là nhiều và cái thời gian cũng rất là lớn. Đấy. Và sau đây tôi cũng giao lưu với một số quý vị là gì ạ? Đây. À, cơ hội, tôi phải nói với quý vị rằng là cơ hội đầu tư hay là sở hữu cổ phần của một doanh nghiệp trước IPO là cơ hội mà dành cho triệu phú, các triệu phú hay sử dụng, các nhà giàu hay sử dụng. Đấy, tại sao tôi lại nói là triệu phú và những nhà giàu? Thì tôi nói với quý vị rằng là theo một cái tiêu chuẩn, ví dụ như là ở Mỹ, tiêu chuẩn của một cái nhà đầu tư tư nhân để mà sở hữu những cái cổ phần gọi là một nhà đầu tư chuyên nghiệp ấy, thì người ta có thu nhập hàng năm là rơi vào khoảng là trên 200.000 đô la mới được gọi là nhà đầu tư chuyên nghiệp, hoặc là tổng tài sản của người ta là có trị giá là 1 triệu đô. Thì đối với Việt Nam chúng ta khi gọi 1 triệu đô thì chúng ta gọi như là triệu phú. Đấy, đó là lý do vì sao mà một số người người ta gọi là cơ hội đầu tư trước IPO là cơ hội dành cho các triệu phú. Đấy. Thì rất nhiều doanh nghiệp trước năm 2012 huy động cho các doanh nghiệp khởi nghiệp start thì nó cực kỳ khó khăn, bởi vì là ông huy động muốn quy mô lớn hơn thì đòi hỏi là phải lên thị trường chứng khoán. Đấy, thì rất nhiều doanh nghiệp lúc đó là gặp khó khăn vì vấn đề là huy động vốn trước IPO. Thì năm 2012 khi mà có đạo luật Roe do Obama ký, cái đạo luật này ra đời thì mở rộng ra cho rất nhiều doanh nghiệp trên toàn thế giới là người ta tìm kiếm được cái nguồn vốn để giúp doanh nghiệp phát triển dự án. Điển hình ví dụ như là Israel bây giờ cũng rất là nhiều cái quỹ, 1-2 quỹ phát triển để mà đưa các công ty khởi nghiệp của Israel để có được cái nguồn vốn tốt, và các công ty khởi nghiệp của Israel cũng lên thị trường chứng khoán, cũng bán công ty cho các doanh nghiệp lớn. Đấy, thì từ 2012 đến giờ khi đạo luật ra đời thì Segway cũng thế, nó dễ dàng hơn cho việc mà công ty Segway kiếm được cái nguồn vốn, tiếp cận được cái nguồn vốn từ người dân. Và cái việc tiếp cận cái nguồn vốn từ người dân như này thì không có gì là sai cả, nhưng ngược lại nó lại có ưu điểm, tức là dạ, số nhỏ nó góp lại thì nó thành một cái vốn rất lớn, giúp cho doanh nghiệp là có được cái nguồn vốn để mà thực hiện dự án tốt hơn, nhanh hơn mà không bị các đối tác lớn chèn ép hay là chiếm hữu công nghệ. Và đặc biệt là quý vị đã biết rồi dạ, tại phố Wall người ta nói là cái khu ngay khu chợ bí mật đấy, thì người ta gọi là cái khu sân chơi của những người giàu. Ở đây ấy, những người giàu người ta mách nhau, tức là người giàu là người ở đấy là người ta thu nhập khoảng 200.000 đô la trở lên hàng năm. Đấy. Ở đấy người ta thường mách nhau những cơ hội trước IPO. Chính vì vậy là những cái công ty như là Google, Facebook, Apple, Zoom, Amazon, tức là các công ty tại Mỹ như vậy thì thường có, khi mà người ta IPO thì thường xuất hiện những nhà đầu tư thiên thần, có những nhà đầu tư người ta trở thành triệu phú. Đấy, rất nhiều người trở thành triệu phú chứ không phải không, nhưng quan trọng là làm thế nào để có được cái cơ hội khởi, nắm bắt được cơ hội và sở hữu cổ phần của công ty khởi nghiệp trước IPO đây, và biết đâu là cái công ty tiềm năng mình phải chọn. Đấy. Thì khi mà các đạo luật Roe ra đời thì nó giúp cho rất nhiều cái những cá nhân ít tiền hoặc là những cá nhân người ta gọi là những người nghèo, đấy, cơ hội cho những người nghèo đấy có cơ hội được sở hữu cổ phần trước IPO một cách dễ dàng. Còn thực chất bản chất ra là nếu không có đạo luật này thì gần như là chúng ta, những người nghèo của chúng ta ít có cơ hội để sở hữu cổ phần những doanh nghiệp xuyên quốc gia, xuyên biên giới, những doanh nghiệp tiềm năng trước IPO. Và cứ thế là cứ một năm xuất hiện là những cái ông mà trở thành triệu phú khi đầu tư vào những cái công ty trong giai đoạn khởi nghiệp thì không có tên chúng ta nếu không có đạo luật như này. Và từ khi đạo luật này ra đời thì nó cũng giúp ích cho rất nhiều nhà đầu tư nhỏ như chúng ta cũng có cơ hội được sánh vai với những người mà giàu. Đấy, thì đấy là cơ hội. Chính vì vậy là tôi muốn là các anh chị quý vị là gì? Hãy tận dụng những cơ hội này, hãy
hãy tận dụng những đòn bẩy trước IPO này và hãy tìm cho mình một cái doanh nghiệp khởi nghiệp thực sự nghiêm túc và xem cái ngành nghề của người ta thực sự tiềm năng không, tiềm năng như nào, tức là dạ, tiềm năng tức là những cái sản phẩm công ty kinh doanh là nó có nhu cầu về lâu về dài, thị trường có cần nhu cầu về lâu về dài hay không, chứ không phải cần trong 10 năm hay là trong 5 năm mà nhiều năm, suốt nhiều năm, và nó là một cái xu thế của nhiều năm, và nó là một cái rất khó mà thị trường không làm được. Nếu chúng ta làm được thì chúng ta gặt hái rất nhiều thành công. Thì trong theo tôi dự đoán, đây là cá nhân tôi, có rất nhiều người ta dự đoán nhiều lĩnh vực khác nhau trong nhiều năm, xu thế khác nhau, nhưng cá nhân tôi dự đoán là trong những năm tiếp theo là xu hướng những cái sản phẩm công nghệ cần phải có, ví dụ như là về máy bay không người lái, xu thế nhân loại phải có những cái sản phẩm như này, máy bay không người lái, và chúng ta cũng đang theo đuổi một cái thị trường máy bay không người lái như vậy. Đây là một trong những lĩnh vực mà. Thứ hai là blockchain. Thứ ba là về trí tuệ nhân tạo và robot, là những cái sản phẩm, những cái lĩnh vực mà nhiều doanh nghiệp đang theo đuổi. Đấy, robot, trí tuệ nhân tạo để thay thế những con người, phục vụ những vấn đề việc khó. Đấy. Thứ tiếp tục, đó thứ tư là xe điện. Các bạn đã thấy là xu thế của việc xe điện hiện tại bây giờ đang diễn ra, trước đây và bây giờ nó cao trào và bây giờ. Đấy, thời điểm vừa rồi là quý vị đã thấy là cho dù dịch rất nhiều nhưng Tesla cũng được đánh giá rất cao. Và hiện tại bây giờ thị trường Mỹ và Trung Quốc cũng đang tranh đua nhau để mà đẩy mạnh vấn đề lĩnh vực xe điện. Bởi vì lĩnh vực này xe điện là nó bảo vệ môi trường rất tốt. Bởi vì nhiên liệu hóa thạch của chúng ta đang dần cạn kiệt. Một lĩnh vực mà tôi đang thấy nó cực kỳ tiềm năng nữa, nó là xu thế bắt buộc phải có, đó là giao thông công cộng thông minh. Nhân loại phải có, bởi vì càng phát triển bao nhiêu thì càng phát triển bao nhiêu thì càng đắt đường bấy nhiêu. Nhu cầu vận tải, vận chuyển. Đấy. Và cái việc mà sử dụng phương tiện công cộng để giảm thiểu cái việc tắc đường, để sử dụng cái phương tiện vận tải thông minh để vận chuyển hàng hóa, đó là nhu cầu của xu thế này. Và hiện tại tại bây giờ các công ty đang đua nhau để nhảy về những lĩnh vực này. Nhưng quan trọng ai là tối ưu nhất. Nếu chúng ta tạo ra cái sản phẩm chất lượng, độ khó cao, độ sở hữu trí tuệ cao mà thị trường không có, mà chúng ta có, thì chúng ta xứng đáng gặt hái nhiều lần. Và sẵn sàng thị trường trả cho chúng ta là thậm chí 1 đô, 2 đô, 3 đô là bình thường. Chỉ cần chúng ta xuất sản phẩm chất lượng. Đấy, thì cơ hội trước IPO này, hiện tại bây giờ thì tôi nói với quý vị là dạ, tôi cũng có thời gian trải nghiệm với công nghệ Segway khi còn trong, tóm lại là ngang với trong trứng nước. Đấy, khi mà giai đoạn khởi nghiệp của công ty từ 2016, khi mà tôi đến với Segway thì gần như là các phương tiện chưa tạo ra, các hệ thống đường ray cũng chưa lắp đặt lên, nó đang chỉ là ý tưởng. Và trong giai đoạn đó gặp rất nhiều cái vấn đề ngăn cản, đó là thậm chí là những cái báo chí, tất nhiên bất kỳ một cái công ty nào hoặc một cái cá nhân nổi tiếng nào đều có những đối thủ cạnh tranh, đúng không? Và khi mà công ty đang trong giai đoạn khởi nghiệp thì quý vị thấy được, khi mà tôi đến dự án Segway tôi nhìn thấy rất tiềm năng. Nhưng lúc đó tôi bắt gặp, cũng như quý vị anh chị hiện tại bây giờ thôi, cũng có một số báo chí, báo đài tại thời điểm đó người ta viết. Có những báo chí tại Belarus người ta còn viết là làm gì có cái công nghệ nào tân tiến, chỉ có những cái cục sắt gì ghét thôi. Đấy, ví dụ như thế. Thì chúng ta nghe cái điều đó là chúng ta đã cảm thấy là hoang mang rồi. Nhưng không sao cả, công lý sẽ giành chiến thắng. Đấy. Và đối với tôi thì đấy là cái chuyện bình thường, bởi vì trong cuộc sống thì ai cũng gặp va chạm, mặt nọ mặt kia là đương nhiên. Tôi tìm hiểu kỹ về công nghệ này và tôi tìm hiểu rằng liệu cái công ty này người ta cần vốn thực sự hay không. Đối phương tiện này thì nó quá tiềm năng rồi. Liệu công ty này có cần vốn thực sự hay không? Và liệu mình có cơ hội để mà tài trợ đúng với công ty hay không? Nếu đúng những yếu tố đó, cộng với tôi tìm lục những cái tiến độ của công ty, thì đấy là cái mà tôi nói gọi may mắn cho tôi, biết được cơ hội này. Thì ở đây tôi cũng
nói nhiều nhưng mà chắc quý vị cũng muốn là vậy liệu có một công ty nào trên thế giới người ta cũng đã huy động từ cộng đồng thông qua các quỹ crowdfunding thì người ta đã thành công chưa? Có những công ty nào như thế chưa? Nếu mà có một vài công ty như vậy thì mình tự tin lên rất nhiều. Thì tôi cũng cho quý vị anh chị thấy rằng là đây tại Israel thì có hàng trăm doanh nghiệp khởi nghiệp. Có những cậu bé cấp 2, cấp 3 cũng có những ý tưởng khởi nghiệp. Có những ông già, rất già cũng có những ý tưởng khởi nghiệp. Vốn là cái điều cần thiết đối với một doanh nghiệp khởi nghiệp. Đấy. Và tại Israel thì điển hình có một số cái quỹ giống như quỹ Sideway Community như bây giờ. Và điển hình tôi đang lấy ví dụ ở đây là một cái quỹ Outground của Israel. Là cái quỹ này, thông qua quỹ này nhiều doanh nghiệp đã kêu gọi được số vốn cần thiết cho chính doanh nghiệp của mình và đã đưa công ty lên sàn chứng khoán và đã gì ạ, bán lại công ty. Ví dụ bên trái quý vị đã thấy một cái quỹ, một cái công ty WeWork, là cái công ty mà đã IPO vào tháng 9 2014 thông qua kêu gọi vốn thông qua quỹ Outground. Đấy, tôi lấy một vài ví dụ bằng chứng nữa. Cũng một cái câu nói nổi tiếng của Robert Herrick Vick, họ nói là gì ạ, bất kỳ ai cũng có thể trở thành triệu phú, có thể giàu lên nhờ được cái việc đầu tư thiên thần. Đấy, và một cái câu chuyện nổi tiếng của một cái thời điểm khởi nghiệp, tức là dành cái thời điểm mà những nhà đầu tư thiên thần ấy, thì một cái câu chuyện là Jeff Bezos và 22 nhà đầu tư thiên thần đầu tiên. Cái câu chuyện như vậy. Và 22 nhà đầu tư thiên thần họ đã kiếm được lợi nhuận khoảng 17 triệu%. Tức là một cái ý tưởng từ những năm xa xưa như thế. Cái ý tưởng về sử dụng Internet để mà mua sắm trực tuyến mọi thứ thì nó là điên rồ, nó là không tưởng, nó là vớ vẩn, nó không tiềm năng. Nhưng vẫn có những nhà đầu tư thiên thần, người ta là nhìn thấy được cái tiềm năng của nó. Đấy, và người ta chia sẻ cái rủi ro cùng với công ty ngay từ thời điểm đầu tiên, chia sẻ cái thời gian đồng hành với công ty thời điểm đầu tiên, tức là người ta sẵn sàng là bỏ mất thậm chí 2 năm 3 năm, nó là bình thường đối với đầu tư vào công ty khởi nghiệp, và người ta không cần phải trước mắt. Đấy, chính vậy vậy ạ, người ta đã gặt hái khoảng 17 triệu%. Đây là một trong những cái thống kê, những nhà đầu tư thiên thần đầu tư trước IPO thường cái thông số nó không được public, là thường rất khó tìm. Và đây là những cái mà tư liệu tôi đã lấy từ những cái nhà giao dịch suốt trên 20 năm giao dịch thành công trên thị trường. Đấy, để tôi muốn nói với các anh chị là đầu tư vào công ty khởi nghiệp trong giai đoạn đầu khởi nghiệp có rủi ro, tất nhiên là có rủi ro. Và thậm chí những công ty thành công nhất bây giờ cũng có rủi ro, đúng không ạ? Câu đầu tư ở đâu cũng có rủi ro, nhưng rủi ro cho phép, rủi ro có nhận định, rủi ro có tính toán. Nhưng nếu có gặp, nếu tiềm năng thì quý vị cũng có thể là nó là cái nguồn thu nhập rất lớn, có sự thay đổi rất lớn. Ví dụ như là người ta kiếm được, người ta thắng được là 17 triệu%. Tôi lấy ví dụ $1,000 tại thời điểm đó, và hiện tại bây giờ sẽ kiếm được $17 triệu. Nếu quý vị nói với người ta là đầu tư vào Amazon đi, sau này mày kiếm được $17 triệu đấy, thì người ta cười quý vị ngay lập tức. Bởi vì quý vị không chia sẻ người ta là đầu tư vào Amazon giai đoạn này là có thể rủi ro. Nếu chia sẻ được rủi ro với doanh nghiệp, nếu chia sẻ được cái thời gian chờ đợi cùng với doanh nghiệp, thì nó là món quà của Thượng Đế cho rất là lớn. Đấy, quý vị thấy không ạ? Một cái câu chuyện tiếp theo mà tôi cũng lấy tài liệu từ những nhà giao dịch trong nhiều năm trước IPO. Facebook, những nhà đầu tư từ 2005 đến 2018, người ta có thu về được khoảng 736.000%. Quý vị ạ, nhưng để được 736.000% là người ta phải mất cái thời gian rất là dài. Người ta cũng đối mặt với cái rủi ro ngay từ thời điểm đầu tiên, cũng giống như ta thế thôi. Khi mà chúng ta nói về cái cơ hội Sideway thì tất nhiên sẽ có những người bạn bè của chúng ta phản đối.
Nhưng mà nếu mà chúng ta nói là à mày đồ, mày tài trợ cho Sway 1.000 đô, sau này mình mày có cơ hội là sở hữu 100.000 đô, là mình nói tắt như thế người ta chắc chắn là không tin. Nhưng mình phải nói là dạ, để mà mình có được 100.000 đô la đấy thì mình cứ chia sẻ cái thời gian với công ty, đó là để công ty người ta phải làm từng quy trình, từng giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3. Được chưa? Nhiều người ngáp ngủ quá. Được chưa? Giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3. Để xem mặc những ai ngáp ngủ đó. Không có đâu ạ. Anh, mọi người đang cảm thấy những chia sẻ của anh rất là tuyệt vời đấy ạ. Xem ơi. Được chưa? Tức là để mà chúng ta đạt được cái kết quả như vậy thì chúng ta cũng phải chia sẻ với công ty, chứ không phải là vừa mới tài trợ vào là ngay lập tức là chúng ta có tiền ngay. Bởi vì người ta phải cầm được cái tiền của người mình, người ta đi phát triển cái công nghệ, và cái công nghệ được chứng nhận đầy đủ mọi tiêu chuẩn, sau đó người ta xuất hàng hóa, sau đó người ta mới gọi là chia lợi nhuận cho chính quý vị. Chính vậy là có hai lĩnh vực cần đầu tư. Một cái là đầu tư có ngay nhưng chưa chắc đã dần làm giàu, và có những thứ đầu tư cần một chút thời gian nhưng chưa chắc đã là nghèo mãi. Thì chính vì quý vị là thấy những cái thương vụ lớn, thường các ông lớn đầu tư không chỉ tiền mà người ta còn chi phí về thời gian đấy. Nhưng mỗi lần sau khi gặt hái xong cái thương vụ đó thì thậm chí bằng hàng trăm lần, bằng cả cuộc đời những người bình thường đi làm. Chính vì là chúng ta có muốn kết quả như những người mà thành công thì chúng ta phải chia sẻ được cái rủi ro với người ta cái thời điểm đầu tiên, cũng đối mặt với cái thời gian cái thời điểm đầu tiên, và chúng ta sẽ có kết quả. Tôi lấy một vài cái ví dụ tiếp theo đây. Tức là những tư liệu này cực kỳ quý. Thực ra là tôi cũng không cho lên mạng đâu, bởi vì là mình cho lên mạng là những người khác, công ty khác cũng bắt chước cổ phần, người ta lại copy về, người ta cũng nói như thế. Đấy, bởi vì những thông tin của những cái doanh nghiệp mà trước IPO thường của những nhà đầu tư thiên thần ngay từ thời điểm đầu tiên ấy là nó kín lắm. Được chưa? Quý vị xong thì quý vị xóa đi, xóa đi, đừng đừng lộ thông tin nhé. Mình làm bí kíp của mình đấy. Quý vị trên màn hình này, quý vị đang thấy có rất nhiều doanh nghiệp người ta cũng đã thành công. Có hai cột của bên phải là một doanh nghiệp là nếu đầu tư trong giai đoạn IPO, còn nếu mà đầu tư đúng giai đoạn nhà đầu tư thiên thần mà nhiều người chửi nhất, nhiều người cho là rủi ro nhất, thậm chí người ta cho là lừa đảo, thì từ năm 2000, doanh nghiệp đầu tiên từ năm 2009 đến 2019 người ta thắng, người ta thu về là 583.000%. Quý vị nha, 583.000%, ví dụ 1.000 đô được 583.000 đô. Được chưa? Đấy. Nói những cái này là hơi sâu đây này. Đấy, thì có một số nhà đầu tư thiên thần người ta nói là dạ, nếu mà chúng ta có cái khoản đầu tư khoảng dưới 1.000 đô la, khoảng 1.000 đô la nào đó vào trong những cái công ty vừa rồi tôi kể, cũng đều có cơ hội để trở thành triệu phú. Nhưng mà tự nhiên mình nói là bây giờ mày đầu tư 1.000 là sau này trở thành triệu phú thì nói tắt, đấy là chúng ta đang nói tắt. Nói tắt thì tất nhiên là người ta bảo là làm gì có chuyện 1.000 đô trở thành 100.000 đô được. Mày nói phép, đấy là chúng ta đang nói tắt. Nhưng chúng ta bảo là để trở thành 100.000 đô thì mày phải chia sẻ cái rủi ro ban đầu, sẵn sàng chấp nhận rủi ro mạo hiểm ban đầu, sẵn sàng chấp nhận là thậm chí chờ vài năm như đầu tư vào miếng đất. Đấy, thì mày mới có cơ hội thay đổi như vậy. Còn nếu mày không sẵn sàng, không chấp nhận như thế thì 1-2 năm vẫn trôi đi, đúng không ạ? Chúng ta đã 20 năm, 30 năm, 50 năm nhưng chúng ta vẫn chưa thay đổi được gì nhiều về mặt kinh tế. Có những người như thế. Trong suốt 20 năm, 30 năm, thậm chí là nhiều năm vẫn chưa thay đổi về mặt kinh tế.
Đấy. Thì tôi muốn nói ở đây, những cái minh chứng đây muốn nói cho quý vị là đây là những cơ hội, ngoài cái rủi ro ra, nó là cái cơ hội cho những người mà nắm giữ cổ phần doanh nghiệp trước IPO. Đấy. À, trên đây quý vị chắc đã biết là Zippo đúng không ạ? Một cái công ty thanh toán tiền điện tử, một cái công ty tiền điện tử. Thì công ty này cũng IPO mà, cũng đang trong quá trình làm thủ tục trong IPO. Thì quý vị đã thấy cái sự tăng trưởng của người ta, ví dụ từ 2014 người ta cũng với mệnh giá là khoảng 0.89 đô la thôi. Nhưng thời điểm đó nói về tiền điện tử nó làm cái bước đi gọi là táo bạo. Từ 2014 và đến 2019 tại vòng C, huy động vòng C rồi, quý vị đã thấy là dạ, người ta đã tăng 61 đô la. Như vậy từ 2014 đến năm 2019 người ta đã tăng trưởng 690%. Đấy quý vị ạ. Và Segway cũng thế, quý vị đã thấy Segway từ 2018 từ 2018 công ty cũng có mua lại, tức là các thông báo mua lại, thông báo mua lại của những nhà tài trợ từ năm 2013 với mệnh giá là gấp 35 lần cái thông báo này từ năm 2018. Mặc dù Segway chưa lên sàn nhưng công ty cũng đã có ngõ ý mua lại rồi. À, quý vị đã biết là từ những người từ năm 2013 là cái việc tài trợ của người ta với chiết khấu 3.500, tức là quý vị hình dung là cứ 1.000 đô mua được 3.500.000 cổ phần. Đấy, lớn nhiều mà, nhiều. Tiếc ạ, tiếc. Tiếc nhưng họ lại dạ, dám chia sẻ rủi ro thời điểm sơ khai nhất, thời điểm đầu tiên nhất. Lúc nhiều người nói nhất, nhiều người chửi nhất, nhiều người không tin nhất. Còn nếu là mình thì mình có khi mình bỏ cuộc ngay, đúng không ạ? Nhưng người ta không kệ. Đấy, tôi cũng vậy mà. Từ 2016, rất nhiều người người ta nói. Người ta nói là việc của người ta nói. Khi nào người ta hết nói thì mới hết cơ hội, đúng không? Người ta còn nói thì nó đang là còn cơ hội, bởi vì nó đang trong giai đoạn là chứng tỏ đó. Đấy, chính vậy là dạ, nó là cái góc nhìn thôi. Quý vị đã thấy một cái hình trên hình như này. Nếu mà chúng ta học hình học ấy, chúng ta thì hình chiếu đứng, hình chiếu bằng, hình chiếu ngang, thì chúng ta thấy là nếu chúng ta ở góc nào thì chúng ta sẽ nhìn thấy được góc đó. Quý vị hiểu rõ không ạ? Sai hay đúng là do cái góc nhìn của chúng ta. Chúng ta là người như nào phù hợp với góc sẽ phù hợp với góc nhìn như thế. Người có trí tuệ thì nhìn theo kiểu trí tuệ, người bình thường nhìn góc nhìn theo kiểu bình thường. Tất cả góc nhìn nó là do vấn đề là thông tin. Hiểu thông tin cũng là một cái góc nhìn khác. Hiểu thông tin cũng sẽ có một cái góc nhìn khác. Chính vậy là tại sao mà đối với Skyway thì tôi rất tự tin. Tự tin chiến thắng. Và tôi tự tin không chỉ mình tôi mà tôi tự tin cho chính đồng đội và chính các bạn. Tự tin vào sự thành công của tất cả các bạn. Không sớm thì muộn. Khi mà thời điểm Segway đang còn trong trứng nước, nó chưa làm được cái gì, thì lúc đấy đang còn tính toán. Nhưng quý vị đã thấy là những cái sản phẩm của chúng ta bây giờ đã là lưu hành rồi. Những cái sản phẩm của chúng ta bây giờ đang chạy rồi. Và chúng ta đã đưa người vào để đi thực tế rồi. Hyperloop, quý vị đã thấy vừa rồi Hyperloop đang thử nghiệm ở chế độ thực tế là với 2 người thôi ạ. Thậm chí phương tiện của chúng ta đang thử 18 người, 20 người và chạy dạt trong rất nhiều năm. Và chúng ta đưa trí tuệ nhân tạo vào mọi thứ vào, tức là sản phẩm của chúng ta cũng đã xong xuôi rồi. Chỉ đến ngày là xuất hàng hóa thôi, xuất cái xe đấy ra ngoài thôi. Thì tôi nghĩ là không lâu nữa đâu thì chúng ta sẽ được chào đón cái công nghệ Segway này trên toàn thế giới. Chúc mừng chúng ta, chúc mừng tôi
tôi khẳng định là chúc mừng tôi và tôi rất tự tin về cái việc tôi tài trợ như vậy. Lúc giờ anh không mở camera của anh nhỉ? Thấy được chưa? Vừa quên mất là mình lại tắt camera. Mọi người có thể dành cho anh Tâm một tràng pháo tay thật lớn với những chia sẻ rất tuyệt vời của anh không ạ? Anh ơi, mic của anh đang tắt rồi ạ. Mic của anh đang tắt. Được chưa? Đấy, có những thứ nói. Đấy. À, những cái thành quả mà chúng ta đang được đón nhận ngày hôm nay, và nói tóm lại là những cái đây những cái thành quả mà chúng ta đang ngày hôm nay thì là công rất lớn của những ngày nhà sáng lập. Nhà sáng lập của chúng ta đã dành rất nhiều thời gian để mài cái rìu. Tổng thống Lincoln đã nói là gì ạ? Nếu cho tôi 6 năm để chặt cái cây, tôi cần 4 năm để mài cái rìu, tức là thời gian chuẩn bị nhiều hơn thời gian chặt cây. Để cái thành quả ngày hôm nay thì ông Suzuki đã mất trên 36 năm qua để mài những chiếc rìu, mài những cái rìu, mài những công cụ sắc bén nhất. Đấy. Tất tần tật mọi thứ, từ kết cấu, từ khí động học, từ sức bền vật liệu, từ năng lượng, rất rất nhiều thứ. Chúng ta đang tạo ra một tổ hợp trong ngành giao thông chứ không phải một chiếc xe. Tổ hợp là gì ạ? Là cả cái đường dây cho nó đi. Ví dụ tôi lấy ví dụ như một phương tiện ở ngoài kia. Ví dụ ông Ford, ông ấy tạo ra một chiếc xe thì ông chỉ tạo ra một chiếc xe. Ai là người làm đường thì ông ấy không tạo, người khác sẽ làm đường. Nhưng Subway là dạng tạo ra xe nhưng chả có ai làm đường à? Bởi vì mình đang theo đuổi một cái lĩnh vực là dạng hoàn toàn mới. Ăn cơm thì giờ này con, bây giờ đi ngủ ăn cơm có gì Phú? Vâng, chị tắt cái camera, tắt cái... Phú anh. Đấy thì mình nói thôi được rồi, tôi sẽ nói lại xong rồi quý vị anh chị. Cái này là tắt hết cam đi khi mà mình không nói chuyện nhé, để nó tránh mất cái tình trạng của cái năng lượng cái người mà mình đang chia sẻ với chúng ta đấy. Chính chúng ta là những người mà mất đi những thông tin như thế à. Được chưa? Trên màn hình thì quý vị anh chị nói tôi cũng giải đã đáp một số cái câu của khách hàng. Tức là rất nhiều cái quý vị anh chị là nghĩ là bảo là nếu mà sử dụng hình thức kêu gọi cộng đồng như này thì không công ty ai không IPO được, không lên sàn chứng khoán được. Thì tôi nói với quý vị là nó không, cũng không có chứng cứ gì cả. Cũng không có một cái tư liệu tài liệu nào văn bằng nào người ta nói về vấn đề đấy cả. Đấy, mà tôi nó có bằng chứng ở đây là rất nhiều cái công ty vừa rồi của Israel ấy, người ta cũng IPO thành công. Đúng không ạ? Tức là mình có bằng chứng. Còn người nói kia là người nói không có bằng chứng. Đấy. Thì cái việc tài trợ của Segway như nào? Chúng ta khác với chứng khoán cổ điển. Chúng ta đang tài trợ vào công ty dưới dạng khoản vay chuyển đổi. Và chúng ta có hợp đồng vay chuyển đổi. Hợp đồng vay chuyển đổi này công ty đã bắt đầu khi mà từ năm 2013-14. Chứ không bây giờ, không phải bây giờ mới có. Nhà tài trợ cho công ty dưới dạng khoản vay và công ty sẽ bảo đảm bằng cổ phần tương ứng. Nhà tài trợ khoản vay, công ty sẽ bảo đảm với công ty các bạn một khoản tiền bằng cái cổ phần tương ứng. Và có người ta nghĩ là ví dụ sau khi mà nhỡ mày quỹ người ta sập thì sao, quỹ người ta ấy sao? Tất cả các công ty khi niêm yết trên thị trường chứng khoán cũng thế, người ta đều dành cái việc mà bán chứng khoán, phát triển chứng khoán là do sàn người ta bán. Trong trường hợp mà sàn giao dịch ví dụ Nasdaq người ta sập sàn thì cái cá nhân nó là đồng sở hữu rồi, trong sổ cái cổ đông rồi, cho nên quý vị cũng không cần phải là lo lắng Nasdaq. Và cái khoản tiền của chúng ta như nào,
khi chúng ta tài trợ vào thông qua quỹ crowdfunding, ngay lập tức đầu tháng sau, ngay lập tức chúng ta sẽ được vào sổ cái cổ đông, ngay lập tức là đồng sở hữu của công ty, và chúng ta có thể là vào trong chính tài khoản của chúng ta xem trích xuất cổ đông ngay lập tức. Email từ cái công ty mẹ sẽ gửi về cho chúng ta ngay lập tức, chứ không phải là thông qua quỹ, quỹ sẽ gửi email đâu. Đấy, để chúng ta thấy rằng là chúng ta được vào sổ cái cổ đông chưa. Thì cái này là tôi cần với quý vị là để ý, được chưa? Và một điều nữa tôi muốn tất cả quý vị hiểu rằng là cơ cấu của tập đoàn, những công ty nắm giữ cổ phần của tập đoàn, chúng ta gồm có hai phần: các công ty sản xuất và công ty nắm giữ. Các công ty sản xuất để thực hiện chức năng sản xuất, ví dụ công ty Unikai Technology tại Beirut, và một cái công ty Greentech tại UAE. Đấy là những cái công ty thực hiện chức năng sản xuất. Ngoài ra chúng ta có những cái công ty tạo ra ví dụ như là ô tô, máy bay không người lái. Đấy là những công ty sản xuất. Ở đấy có những nhân viên thực sự, có nhà máy thực sự, có văn phòng thực sự. Còn những công ty nắm giữ cổ phần là những công ty danh nghĩa. Đấy, chính như vậy là những công ty danh nghĩa là người ta không cần phải thuê mặt bằng hay là thuê nhân viên. Bởi vì là những công ty danh nghĩa này người ta thi thoảng người ta mới cần thiết đến xuất hiện. Ví dụ như công ty Unity Corp nắm giữ 28% của công ty. Công ty này là thực hiện chức năng là trong quá trình chuyển nhượng cổ phần thì có dấu của công ty này. Đấy, để bảo công ty này thành lập ra để bảo vệ nhà sáng lập. Thì quý vị đã thấy là chính vì vậy là khi thoảng người ta mới có dấu, người ta mới có chuyển nhượng, thì chính vậy công ty này người ta cũng không cần phải thuê mặt bằng hay gì cả. Và những công ty giao dịch tài chính này người ta đều đăng ký tại Anh, pháp luật ở Anh người ta bảo vệ nhà đầu tư và doanh nghiệp sẽ tốt hơn. Và các công ty R1, R2, R3 chúng ta được quản lý giám sát bởi BVI, Ủy ban Dịch vụ Tài chính, những đơn vị giám sát cấp phép cho những hoạt động về tài chính như là ngân hàng, bảo hiểm, quỹ đầu tư, cổ phần, giao dịch tài chính. Đấy, thì gần như là chúng ta sẽ ra ngoài chúng ta thấy rằng các đơn vị giao dịch tài chính gần như là không có ủy ban dịch vụ tài chính một quốc gia nào đó người ta cấp phép hoặc là chứng nhận chắc chắn. Quý vị sẽ đừng có xem gọi là giấy phép đăng ký doanh nghiệp, mà hãy xem do cái bộ tài chính ở đấy người ta cấp. Đấy, hãy xem bên đấy. Đây, ví dụ tôi thực hiện một chức năng trao đổi, tôi đã trao đổi có một cái đề xuất là chuyển đổi 100.000 cổ phần lấy 2.000 token từ năm 2018. Thì cái yêu cầu này khi mà tôi đổi thì ngay lập tức cái công ty Unity Corp này xuất hiện. Quý vị nhìn thấy màn hình có dấu ấy, Unity Corp xuất hiện. Đấy, tức là cái công ty này chỉ xuất hiện khi mà có giao dịch trao đổi chuyển nhượng mọi thứ. Đấy, thì công ty này thành lập ra để bảo vệ nhà sáng lập, chính vậy là có chức năng khi mà có việc mà trao đổi thâu tóm mọi thứ thì công ty này xuất hiện, phải có dấu của công ty này thì mới là chuẩn xác, mới được trao đổi, mới là hợp pháp hợp lệ. Đấy, chính vậy những công ty này người ta không cần phải thuê nhân viên hay mặt bằng để không đến làm gì cả. Cái việc mà mặt bằng nhân viên thì có những công ty sản xuất. Tại sao quý vị không đến trực tiếp cái công ty sản xuất như là Peru? Quý vị đến đấy xem có công ty không? Tại sao quý vị lại sang cái Anh? Đúng không? Đấy. Rất nhiều quý vị là nói rằng là đầu tư vào sở quay lâu lắm,
2 năm rồi vẫn chưa IPO, 3 năm rồi vẫn chưa IPO, thế lâu quá. Thì tôi nói với quý vị rằng là có cái công thức nào quy định rằng một doanh nghiệp khởi nghiệp từ khi khởi nghiệp đến IPO mất 1 năm không ạ? Mất 2 năm không ạ? Không có. Thế giới người ta diễn ra như thế nào thì mình diễn ra như thế, tùy vào cái độ khó của sản phẩm. Có những sản phẩm ta nghiên cứu phát triển khoảng mất 1 tháng vẫn ra thị trường bình thường, và có những sản phẩm mất 10 năm thậm chí 20 năm mới ra thị trường. Độ tùy vào độ khó, mà cái càng khó càng có giá trị, cái làm dễ thì giá trị kinh tế của nó rất thấp. Cái bút cũng làm rất nhanh nhưng giá trị của nó có 1-2 nghìn thôi. Nhưng đối với những công nghệ cao như ví dụ như cái Tesla, giá của nó là hàng chục tỷ. Chính vậy là dạ, chúng ta đừng so sánh một cái có sở hữu trí tuệ cao, một cái độ khó cao, so sánh với một cái là giá trị thấp. Và chúng ta chính vậy là chúng ta mới nói là nhìn vào cái giá trị thấp thì chúng ta bảo là à, chúng ta lâu hơn cái giá trị thấp. Không phải. Cái việc lên sàn là cái vấn đề tự nhiên của một doanh nghiệp, phải trải qua quá trình thành phẩm, sau đó chứng nhận công nghệ, sau đó xuất sản phẩm, sau đó có doanh thu lợi nhuận ổn định, người ta mới IPO. Và doanh nghiệp khi mà chưa có doanh thu ổn định thì người ta cũng chưa vội vàng IPO. Và chưa IPO không đồng nghĩa với doanh nghiệp đấy là vớ vẩn, hay là không đồng nghĩa với doanh nghiệp đấy là chết. Mà dạ, người ta lựa chọn thời điểm IPO để phù hợp, hợp lý thôi. Đấy, có nhiều doanh nghiệp chưa IPO nhưng rất nhiều cổ đông người ta vẫn là hoan nghênh, vỗ tay. Có cổ tức trước IPO vẫn được chia bình thường. Tôi lấy điển hình như là một cái công ty như quý vị đang nhìn thấy trên màn hình đấy, một công ty SpaceX, là một cái công ty của Elon Musk, một vị tỷ phú đứng thứ hai, hiện tại bây giờ xếp thứ hai, thứ ba gì thế giới. Cái SpaceX thành lập 2002 và bây giờ 18 năm rồi vẫn chưa IPO. Nhưng có cổ đông nào người ta chửi SpaceX là vớ vẩn. Thôi chết rồi, 18 năm không IPO là có khi là lừa rồi. Đúng không ạ? Mình phải biết là cái giá trị của cái sản phẩm nó như thế nào. Và hiện tại SpaceX là đối tác của NASA. Đấy. Và Elon Musk muốn nói rằng là ông này sẽ đưa cái công ty này lên IPO, nhưng khi nào doanh thu của nó thực sự là tính toán được và ổn định thì người ta mới IPO. 18 năm người ta IPO, mình 6 năm, mà trong khi đó đối thủ cạnh tranh lằn của mình là mất 2 năm, chậm 2 năm còn 4 năm, thì năm đại dịch 2020 nữa, gần như là không làm được gì nhiều. 3 năm chúng ta tạo ra một cái tổ hợp vận tải từ khí động học, từ đường dây, từ cấp điện cho đường dây mà không có dây, rồi làm khí động học, rồi bộ óc, blockchain, rất nhiều thứ với số tiền là rất ít, với số năm cũng cực kỳ ít. Thì khi ra thị trường chúng ta xứng đáng để chúng ta thành công, xứng đáng là chúng ta lợi nhuận tốt. Không lâu nữa đâu, theo báo cáo không lâu nữa đâu thì quý vị sẽ cũng sẽ có gặt hái những cái quả kim cương này. Đấy, chính vì quý vị đã cũng phải tham khảo đối thủ để biết rằng là đối thủ hoặc là những cái công ty khởi nghiệp thực sự trên thế giới người ta như thế nào, mình khởi nghiệp như thế, thậm chí mình nhanh hơn thế, mình phải vỗ tay theo khen mình. Người ta 18 năm, mình 6 năm mà lại bị gặp khó khăn mất 3 năm, còn 3 năm mà mình làm được như thế, sao không khen mình đi. Mấy ông mấy bà bảo là 1 năm rồi chưa IPO, 2 năm rồi vẫn chưa IPO, thì có quy định gì trong sách người ta ghi là 2 năm phải IPO không? Nếu có thì công ty sở quay là vớ vẩn, và nếu không có thì công ty sở quay này tốt quá còn gì, đúng không? Không biết, mỗi tội là mình không biết. Mình lâu nay mình chưa đầu tư thật bao giờ, chưa đầu tư được đầu tư nghiêm túc, và cũng chưa được đầu tư như cái bọn giàu của bọn Mỹ như bao giờ. Nay mình mới đầu tư thì mình chẳng qua mình bắt cái thằng khác nó bắt trước làm như thế, xong mình hình dung là rằng à, đầu tư ngon ăn, đầu tư phát là phải thành triệu phú ngay lập tức trong 5 tháng 1 năm, không phải.
phải hiểu cái chân lý đầu tư, được chưa? Tôi lấy một ví dụ nữa, một cái đối thủ hiện tại bây giờ cũng rất đáng gờm, đó là Hyperloop. Hyperloop này là quý vị đang vừa rồi là Mỹ báo chí đài người ta nói liên tục, và rất nhiều người người ta bắt đầu là comment lên là ôi thôi chết rồi, Segway có cạnh tranh được với cái thằng này không? Có rất nhiều báo so sánh Segway với Hyperloop rồi, và quý vị cũng sẽ đọc, hãy đọc trong GoBank. Hyperloop thành lập năm bao nhiêu? Thành lập 2014. Segway cũng thành lập 2014. Số vòng huy động vốn người ta trên 4 vòng. Số tiền người ta huy động là rơi vào khoảng 400 triệu đến 800 triệu tùy vào có những tài liệu khác nhau được công bố. Giá khởi điểm cổ phần người ta cũng 0.4 đô la. Nhưng bây giờ người ta chưa IPO. Nào, sao không chửi người ta đi? Đúng ạ, thế người ta làm được như mình chưa? Thì xem nhé. Hyperloop đang có tham vọng chạy với tốc độ là 1.200 km/h, nhưng hiện tại đang trong giai đoạn thử nghiệm thực tế đầu tiên và hai người là trên 160 km/h. Nhưng mình đã chạy thử nghiệm đưa người từ nhiều năm trước rồi, tại sao không hoan nghênh mình? Và mình cũng có một vài phương tiện đã được chứng nhận rồi. Hiện tại bây giờ Hyperloop, theo nhà điều hành của Hyperloop là 2025-26 người ta mới có khả năng người ta sẽ chứng nhận. Tức là 25-26. Mình đến bây giờ có một vài phương tiện đã chứng nhận rồi. Tốc độ của mình đạt được hiện tại bây giờ đoạn đường ngắn tại Beirut nó rơi vào khoảng 103 km/h. Tức là đủ tiêu chuẩn cho vận hành trong nội thành. Chúng ta chứng nhận được thị trường nóng và chúng ta hiện tại thị trường lạnh, và hiện tại bây giờ chúng ta cũng đang hoàn thiện để chứng nhận nốt thị trường nóng nữa. Hyperloop chưa chứng nhận được thị trường nóng và đang lên kế hoạch là sẽ chứng nhận vào năm 2025-26. Tốc độ là một chuyện, tốc độ tôi nói với quý vị là tốc độ có thể là họ đi 600 km/h ngay lập tức, 1.000 km/h ngay lập tức, đơn giản là chỉ cần gắn cái động cơ với tốc độ cao vào là chạy được ngay. Nhưng xung quanh nó là cả một cái tổ hợp vấn đề. Tức ví dụ trong cái trường hợp rò rỉ khí bên trong thì gần như là những cái người đi trong đấy người ta chết trong vài giây ngay lập tức. Đấy. Rồi là dạ, chạy trong cái tốc độ cao như thế, những cái bánh xe nó không thể chịu được, nó cháy. Đấy, rất nhiều vấn đề, nguồn điện cấp cho nó, rất nhiều vấn đề. Đấy, người ta thành lập bằng mình, người ta chưa IPO, 5 năm nữa người ta mới chứng nhận. Mình đang trong quá trình chứng nhận và sang năm mình đã chứng nhận cuối cùng rồi, cho các hai thị trường rồi, để ra thị trường toàn cầu rồi. Và chúng ta đang làm nhiều tổ hợp hơn. Chúng ta gồm có máy bay không người lái, ô tô điện, Skyway, và đang lên kế hoạch tham vọng sẽ chạy một cái tuyến đường siêu tốc là 1.250 km/h tại Abu Dhabi, và họ cũng đã cấp đất cho mình. Mình hoàn thiện một cái chứng nhận, những cái chứng nhận Skyway xong xuôi mọi thứ là mình cũng sẽ chạy với tốc độ như thế. Và bí quyết này là bí quyết của mình từ ngày xưa, chứ không phải bí quyết của những ông này. Quý vị đã thấy ạ, từ 2023-14 Elon Musk mới bắt tay vào nghiên cứu phát triển công nghệ này, nhưng mình đã bắt tay vào nghiên cứu phát triển công nghệ này từ những năm xa xưa rồi. Đấy. Và nhiều người ta đồn đoán rằng là khả năng cái công nghệ này vừa đạt được cái tốc độ vừa an toàn thì chỉ có khả năng là ông Zuzuki cũng làm được thôi, bởi vì nó có nhiều yếu tố lắm trong đấy. Là đấy, quý vị đã thấy là một vài cái minh chứng này để quý vị thấy rằng là công ty Segway chúng ta trải qua quá trình mấy năm như thế đó là bình thường. Đấy, chứ không phải bảo là chúng ta là lâu quá, chậm quá, mãi không xăng bao giờ. Đúng không?
chúng ta đã thấy năm từ năm 2014, 2015, 20, thậm chí 2016 khi mà tôi bắt đầu biết được công nghệ này, và năm 2020 có gì khác hoàn toàn, khác rất nhiều, làm được rất nhiều, chứng tỏ người ta đang ngày làm tốt, đúng không? Dịch như thế này ảnh hưởng đến rất nhiều doanh nghiệp khác phải đóng băng, nhưng chúng ta là làm ngày đêm. Quý vị đang ở nhà đang vừa chơi và đánh bài, thậm chí xem phim, nhưng người ta đang làm ngày đêm. Đấy, quý vị được gọi là được lãi rồi. Lãi gì là? Lãi là người ta mất công mấy chục năm người ta nghiên cứu rồi, đến chuẩn bị giai đoạn thương mại thì mình lại vào tài trợ một tí để làm vừa được hưởng làm chủ công nghệ của người ta. Được chưa? Hiện tại bây giờ Segway, một trong những cái sản phẩm của Segway chúng ta gồm có, đối với Segway thì chúng ta gồm có này, logistics, vận tải hàng hóa cảng biển, vận tải con người, tốc độ trong đô thị, tốc độ cao, chúng ta rất nhiều cái thành phần, và mỗi phương tiện, mỗi loại đều có những cái tiềm năng cực kỳ lớn. Đấy, tôi nói quý vị trên màn hình, kể cả những vấn đề là logistics, một cái sản phẩm từ nguồn cung cho đến vào kho cũng phải có vận tải, từ kho rồi đến nhà máy để sản xuất cũng có vận tải, chi phí vận tải, rồi từ nhà máy đến kho, chuyển đến kho hàng để chuẩn bị đi bán cũng phải có vận tải, và từ kho hàng đến tiêu thụ cũng có vận tải, tức là nhu cầu nó cần nhiều lắm. Ngoài cái vận tải của con người ra, vận tải hàng hóa, vận tải logistics rất là nhiều, và chúng ta đang xâm chiếm cái thị trường logistics này thì đòi hỏi chúng ta phải hơn đối thủ về mặt tiện ích, về mặt giá, về mặt trí tuệ nhân tạo, tức là chúng ta phải thông minh, cái sản phẩm của chúng ta thông minh hơn, rẻ hơn so với đối thủ, nhanh hơn so với đối thủ, tiết kiệm hơn, thoáng hơn, đẹp hơn, thì chúng ta tham vọng của chúng ta là muốn chiếm cái thị trường logistics mà. Đấy, thì chính vì vậy là dạ, khi mà chúng ta chiếm được một phần lớn cái thị trường logistics thì tiền của chúng ta rất là nhiều. Chính vậy là chúng ta cần một cái thời gian chuẩn bị kỹ càng. Nhanh để làm gì? Nhanh để mà hỏng hóc, nhanh mà nó không, khi mà ra ngoài chúng ta chỉ xây được một đoạn đường thôi, nhưng nó không có sự ổn định của nó, nó không lâu dài, nó không đẹp, nó không hơn đối thủ, thì chúng ta phải kiếm một lần tiền thôi. Chúng ta muốn doanh nghiệp của chúng ta trường tồn, không chỉ mà đem lại cái cuộc sống thịnh vượng cho chúng ta thời điểm này, mà đem lại cuộc sống thịnh vượng cho con cháu người ta hưởng về lâu về dài. Đấy là cái hướng chúng ta cần phải đi. Chính vậy chúng ta không cần phải nhanh hơn một tí, nhanh hơn một tí nhưng chậm cả đời, mà chúng ta muốn là doanh nghiệp chúng ta trường tồn phát triển nhiều năm nữa. Đấy, chính vì vậy là trong cái thời gian vừa rồi là dịch Covid, vậy chúng ta cũng đã có những cái thay đổi, đột phá cho cái vấn đề này. Đây tôi cũng nói là quý vị là đây, tại ông Junichi ông nói này, chúng ta sẵn sàng có hai lựa chọn. Một lựa chọn thứ nhất là chúng ta sẽ nhanh ra thị trường, nhưng rồi ạ, sớm muộn chúng ta cũng, các sản phẩm của chúng ta tính toán cho 100 năm, nhưng bởi vì cái lưu trình, quý vị đã thấy là lý thuyết sẽ tính cho 100 năm, những cái lưu trình, những đây ạ, những cái chu kỳ tiếp xúc giữa bánh xe và đường ray, nó chỉ, ví dụ như mình tính toán trong lý thuyết là nó chỉ vài trăm lần trên một năm thôi, thì nó tồn tại hàng trăm năm. Nhưng mà chúng ta có tham vọng của chúng ta là hàng triệu lưu trình, tức là 50.000 lượt khách trên một giờ, 60.000 lượt khách trên một giờ. Chính vậy là cái việc lưu trình của nó rất là nhiều, liên tục như vậy, thì cái tuổi thọ của cái đường ray bánh xe, tuổi thọ của nó là chỉ có chục năm thôi. Đấy, thì để mà đúng giống như tính toán như chúng ta đã nói là vừa khí hậu lạnh vừa khí hậu nóng, nó chịu được tải trọng lớn và nó sử dụng được tuổi thọ là khoảng 100 năm, thì chúng ta có một cái thay đổi, tức là thay đổi những mối hàng cũ trước đây bằng mối ghép bu lông cường độ cao. Khi mà chúng ta tính toán như vậy thì thực chất là chúng ta là không gây thiệt hại cho chính đối tác của chúng ta, mà gì ạ, nó ngược lại, nó là lợi ích cho đối tác của chúng ta rất là nhiều, lợi ích cho nhà đầu tư rất là nhiều. Tức là mỗi km đường chúng ta sẽ tiết kiệm được hàng triệu đô la,
1.000 km đường thì chúng ta tiết kiệm hàng tỷ đô la. Thì cái tiền đấy chúng ta chia cho đối tác của chúng ta. Rất tốt, rất là hay. Sản phẩm của chúng ta lại làm chất lượng hơn, tải trọng sẽ tốt hơn. Đấy, chính vì vậy là chúng ta có một cái câu nói rất là nổi tiếng của ngài Judicki mà tôi nói quý vị là chắc là quý vị cũng đã đọc rồi. Chúng ta không cần phải chạy theo vài đồng bạc lẻ trước mắt, mà chúng ta cần một doanh nghiệp trường tồn, ổn định, lâu dài và nhiều thập kỷ. Như vậy con cháu của chúng ta, người ta mới được hưởng lợi, hưởng sáng. Và chúng điều đấy là chúng ta đang cần. Đúng không? Đấy, cho chàng vỗ tay đỡ buồn ngủ quý vị. Vỗ tay xong rồi ra chồng lại tác mắng cho. Ra chồng lại bắt đầu lại tác vào mày đêm hôm vỗ tay gì. Thì nếu mà chồng mà nói thì quý vị cứ bảo là tôi vỗ con chuột thôi, đuổi đi thôi nhé. Được không ạ? Cái mà quý vị đang cần ở đây là dạ, nhiều quý vị đặt ra câu hỏi thế bao giờ Sideway sẽ bắt đầu thương mại đầu tiên. Thì cũng báo cáo với quý vị rằng là chúng ta sẽ có dự án thương mại đầu tiên trong sớm nhất có thể. Chúng ta đang lên kế hoạch, hiện tại bây giờ đang xây tuyến đường. Uniline là một trong hệ thống sẽ thương mại đầu tiên của chúng ta. Và chúng ta đang lên kế hoạch, đang trong quá trình kế hoạch hoàn thiện cái Uniline này. Từ giờ cho đến 2021, đầu 2021, quý 1, quý 2 rồi đấy là chúng ta xong. Xong là chúng ta bắt đầu là chứng nhận và đưa vào khai thác ngay lập tức hiện tại cái tuyến đường đấy. Ví dụ trước đây là chúng ta cần phải xây dựng thử nghiệm, sau đó mất thời gian chứng nhận, sau đó mất thời gian đi ký hợp đồng với đối tác. Có những đối tác đồng ý rồi nhưng quốc gia này, phe nọ phe kia người ta lại đẩy đi, rất mất thời gian. Và ngay lập tức khi mà chúng ta tự động, chúng ta sẽ xây dựng cái tuyến đường của chúng ta tại đây khu sinh thái của chúng ta. Quý vị sẽ thấy là gì ạ? Em thấy con chuột? Thấy con chuột gì? Đấy. Quý vị sẽ thấy là gì? Đây là trong cái khu sinh thái của chúng ta. Và ở đây là các khách hàng ở Belarus và quốc gia khác, người ta thường xuyên đến đây để du lịch, câu cá, nghỉ dưỡng ở đây. Thì bình thường là người ta sẽ đi bộ ngắm cảnh câu cá mọi thứ, cũng rất là mỏi chân mọi thứ. Thì hiện tại bây giờ công ty sẽ xây dựng hệ thống thử nghiệm tại đây và chứng nhận luôn tại đây, và tiếp tục là dạng thu hút khách du lịch tại đây luôn. Mỗi lần người khách đi đến đây câu cá là người ta sẽ bỏ xe gần đó, người ta sẽ đi trèo lên cái xe Uniline ngắm cảnh câu cá, thưởng thức du lịch, và ngay lập tức chúng ta thu từ cái vé luôn. Tức là thu từ đầu cuối khai thác thương mại luôn, chứ không phải là bán cho đối tác lấy tiền mà đối tác sẽ khai thác thương mại. Hướng thứ hai mà chúng ta sẽ là dạng thu hút thu lấy tiền từ thương mại luôn. Như vậy Uniline là một trong những sản phẩm đầu tiên của chúng ta trong thời gian sớm nhất, gần nhất là quý vị đã được hái những cái quả kim cương rồi. Trong thời gian sớm nhất, gần nhất là chúng ta có những cái lợi nhuận đầu tiên từ những dự án của chúng ta rồi. Và từ đó chúng ta cũng, từ cái dự án Uniline này, chúng ta tiếp tục có nhiều hợp đồng tiếp theo cho dự án tiếp tục nổ ra liên tục từ năm sau. Chúc mừng tất cả quý vị. Và sau khi đó là chúng ta cũng có những cái thông số đẹp rồi. Hiện tại bây giờ chúng ta đang kiểm toán 2 năm quốc tế rồi. Có 2 thông số, có 2 năm trong thông số kiểm toán quốc tế rồi. Thì quý vị sẽ được rằng công ty người ta cũng sẽ làm những cái thủ tục cho công việc tiếp theo. Và thời gian mà làm thủ tục đấy tôi nghĩ là thời gian cũng sẽ ngắn thôi. Và cái cây có những thứ ấy thì phải mất rất nhiều năm mới xong được cái thành phẩm. Nhưng khi bán ra nó là có giá trị. Giống kim cương thế, áp lực nhiều năm đè nén thì nó mới trở thành viên kim cương. Bán nó có giá trị. Và Sideway cũng thế, xuất nhiều năm mới xuất được cái sản phẩm ra ngoài thị trường. Nhưng khi xuất thì nó là dòng tiền ổn định chảy vào túi chúng ta liên tục.
đấy là cái chúng ta cần phải đầu tư, đấy là cái chúng ta cần phải tập trung và xem trọng cái này. Có những thứ không đáng đầu tư quý vị đầu tư, có những thứ đáng để đầu tư để hưởng phúc lợi sau này lại bỏ quên cái gì thì hơi bị phí. Đấy quý vị ạ. Đây chúng ta cũng đang lắp ráp rồi. Hiện tại bây giờ người ta cũng không chụp để lộ thông tin, nhưng hiện tại chúng ta cũng đã lắp ráp và sắp đưa cái đường dây lên trên rồi. Đấy, các trụ neo của chúng ta gần như là chúng ta cũng đã ấy rồi. Đấy, không lâu đâu quý vị ạ. Và thậm chí là bây giờ nhiều người, từ trước nay là rất nhiều người cười quý vị, rất nhiều người không ủng hộ quý vị, nhưng sau này chúng ta lại cười lại, thậm chí là chúng ta lại bấm mũi, đúng không? Chỉ một vài năm tới thôi là quý vị gọi thằng bạn đấy, mời nó uống bia, mời nó đi là những cái thứ mà nó thích, xong bấm tai bấm mũi nó. Mà chết chưa? Được trước bảo không nghe. Được chưa? Nói vui nhỉ? Và rất nhiều quý vị là nói là dạ. Tôi đầu tư vào Segway có đúng hay không? Tức là công ty tốt rồi, mọi thứ tốt rồi, nhưng mà tôi làm thế nào để tôi được đầu tư vào đúng Segway? Nhỡ là giả mạo hay mọi thứ sao? Đấy. Trang web có được công bố bởi tập đoàn hay không? Mọi thứ kiểm tra như thế nào? Thì quý vị đã thấy là dạ, rất nhiều tư liệu và nhiều video họ đã quay. Và chính chúng tôi là những người mà có tên trực tiếp trên bảo tàng do chính tập đoàn người ta công bố. Và tất cả quý vị có khi đến Beirut là quý vị sẽ nhìn lên trần nhà, sẽ nhìn thấy chúng tôi. Tức là làm thế nào mà chúng tôi đầu tư một cách là gấp nhất đến được tay tập đoàn, đến tận nơi tập đoàn như vậy, sở hữu cổ phần của tập đoàn như vậy. Và chúng tôi biết được bí mật như vậy, chúng tôi mách cho chính quý vị, gần quý vị, họ cũng sẽ được đầu tư trực tiếp như thế. Và quý vị trong những nhóm của chúng ta thì gần như là nó là chính xác nhất rồi. Đấy, không ai còn xa lạ những cái video mà tên của tôi có trong bảo tàng nữa. Và gần đây nhất là quý vị sẽ thấy là ngoài cái việc tôi có trên bảo tàng mà gần đây nhất Ecofest vừa rồi, thì quý vị đã thấy chính tập đoàn người ta đã xuất video trực tiếp và quay những nhà tài trợ ủng hộ dự án trong giai đoạn này trực tiếp trong bảo tàng của tập công ty mẹ, là cho thấy chúng ta trước đây này chúng ta đầu tư như nào, hỗ trợ công dự án như nào mà chúng ta được công bố như này, tức là chúng ta đang đầu tư gốc nhất vào gì, đúng không? Chính công ty mẹ người ta đã công bố quý vị. Đấy, tôi cũng có lần thứ hai, quý vị đã thấy rồi, tôi cũng có lần thứ hai. Đấy. Và cái mờ mờ bên tay trái này, quý vị đã thấy là cái chống đồng Việt Nam mà chúng tôi đã tặng từ 2018. Và tính chính tại thời điểm mà gần cái chống đồng này là tận tay chúng tôi trao cho ông Junichi. Và chính ông Junichi cũng để cái vật kỷ niệm chống đồng Việt Nam này tại đây, bên tay trái quý vị mà đỏ đỏ đấy, nó hơi mờ một chút. Và quý vị đã thấy là kể cả sau này hàng trăm năm sau, cái công nghệ này khi ra ngoài thị trường thì cái danh tiếng của chúng ta sẽ được ở đó, lưu danh mãi mãi ở đó. Cái cơ hội này cũng rất là tốt. Đấy. Và tôi hay nói chơi với tất cả các quý vị rằng là gì ạ? Nếu mà quý vị mà đầu tư 1 triệu mà không ghi danh thì hơi có lỗi. Sau này kể với bạn bè rằng là bảo tao ngày xưa tao tài trợ sớm trở về đấy thì ai tin? Nếu mà quý vị mà có 1 triệu cổ phần, quý vị lên 1 đô, quý vị bán hết đi, làm gì có một cái ghi danh ở đấy nữa, người ta vào đâu, làm gì có gì mà tin. Thì chính vậy chúng ta phải dạ, ít nhất cũng phải ghi danh ở đấy. Mình ở Việt Nam thôi nhưng mình được ghi danh ở trời Tây các bạn. Chính vậy là con cháu của chúng ta cũng hãnh diện, cháu chắc của chúng ta cũng hãnh diện là chúng ta là một người Việt Nam nhỏ bé, không nhiều tiền, không giỏi tiếng Anh, nhưng chúng ta được ghi danh ở trời Tây. Quý vị hãy riêng ạ, đôi lúc là tiền là một chuyện. Đấy. Còn mà gì ạ, quý vị không ghi danh thì sau này tiếc vô cùng. Giàu có giàu thì một tí cũng không có cái gì để lại.
Thậm chí nếu quý vị là có thấy có những cái, có những cái lịch sử mà trong nhiều thế hệ sau người ta tự giác, người ta tự nhiên người ta quên đi, và đến một cái giai đoạn nào đó được lục lại tìm thấy cái tư liệu đấy thì người ta mới công nhận cái lịch sử đấy. Quý vị cũng thế thôi, nếu quý vị không có tên trong lịch sử, không có hình ảnh trong bảo tàng, thì sau này quý vị bán hết cổ phần đi thì ai là nhân chứng cho quý vị là đã đóng góp sơ khai lúc với Segway? Lúc này đi chạy hỏi là lợi đâu, chứng nhận cho chú, chứng nhận cho bác, người ta không chứng nhận, đúng không? Thì chính vậy là ít hay nhiều chúng ta cũng phải chứng nhận, chứng lưu danh, được chưa? Và tôi chỉ vạch một cái mẹo rất đơn giản đối với tất cả quý vị ở đây, làm thế nào để chúng ta đầu tư vào gốc nhất, mà tôi đã từng đầu tư và tôi cũng đã từng tài trợ, tôi cũng có tên trong bảo tàng Segway, tuy là tài trợ ít. Một cái công thức rất đơn giản, nhiều người người ta bảo công ty thì đúng rồi, mọi thứ đúng rồi, nhưng mà website là giả, website hay là do mấy ông người ta lập ra. Nhưng xin thưa quý vị rằng người ta chỉ đánh lừa những người không biết thôi, đánh lừa những người biết là người ta biết ngay, nhìn là biết, những người không biết có nói cả ngày cũng chả hiểu được gì đấy. Cái việc tài trợ của chúng ta đâu là trang web để chúng ta đầu tư, thì chúng ta ngay trực tiếp là chúng ta vào trang web của Zunicki, tức là nhà sáng lập, người ta đã có công bố đầu tư vào trang web nào, và ngay lập tức chúng ta hãy để chế độ tiếng Nga bên góc phải màn hình, chúng ta đánh Segway Capital vào đấy, ai cũng làm được thôi, các cụ cũng làm được. Nhắc lại, hãy vào trang web của nhà sáng lập unikai.engineer, sau đó để chế độ tiếng Nga. Tại sao phải để chế độ tiếng Nga? Bởi vì tiếng Anh công ty chưa bắt sang, sao chép sang kịp, bởi vì rất là nhiều tư liệu. Tiếng Nga là gốc nhất. Chính vì vậy là quý vị chỉ cần gõ Segway Capital, ngay lập tức đường link sẽ xuất hiện, và đã cơ được công bố Segway Capital từ năm ngày 24 tháng 2 2015 rồi. Tức là người ta công bố còn trước khi mà người Việt Nam đầu tiên, một trong những người Việt Nam đầu tiên biết về dự án này. Chỉ mỗi chúng ta là chúng ta không biết cách tra, cho nên là sang thà xóm nó dọa cho là chúng ta lại sợ đấy. Nếu chúng ta có trí thức, chúng ta có thông tin, chúng ta không sợ ai, chúng ta không ngại, mà chúng ta phải vỗ vai thằng hàng xóm là em nhầm rồi, việc đầu tư như này là người ta đã công bố rồi, đầu tư vào trang web nào người ta đã công bố rồi, em chỉ bấm vào đấy là xong, đăng nhập vào là xong, đúng không? Chẳng nhẽ em không biết làm cái điều đấy, đúng nào? Chính vậy là từ giờ trở đi mà ai đó nói quý vị là bảo là đầu tư vào đấy là sai, là quý vị gõ vào nó búng tay cho một cái, là bảo cho ăn cho học như thế rồi mà cũng không biết cách bấm vào đây mà kiểm tra, đúng không? Thậm chí là trên trang web chung của công ty thefstum.com, người ta cũng công bố quỹ đầu tư, quý vị chỉ cần gõ Segway Capital, cũng để chế độ tiếng Nga như vậy, và vào trang 2 ở dưới là quý vị sẽ thấy là công bố Segway Capital đấy. Và khi người cập đoàn người ta đã công bố rồi, tức là người ta đặt niềm tin mọi thứ vào cho nhà phân phối này, và người ta biết chịu trách nhiệm về những nhà phân phối này đấy. Nếu người ta không có công bố thì mình có khả năng mình sẽ bị nhầm. Nhưng khi người ta công bố rồi thì đơn giản vào người ta xem người ta công bố ai, bấm vào người đấy, đăng nhập vào mình vào được là ok. Lúc nào nó đơn giản như thế. Đến bây giờ 4-5 năm rồi vẫn có người người ta hỏi là đầu tư vào trang website. Chết dở. Học cao hiểu rộng nhưng mà thiếu thông tin, đúng không ạ? Đấy. Thì sau ngay ngày hôm nay là quý vị tự tay quý vị làm một vài lần xong tự tin, xong ngày mai thằng nào nói bấm cái tay phát là nó chết, được chưa? Và tôi cũng một số quý vị anh chị này, một số quý vị là bảo là tại sao lại là Segway khi bấm vào nó lại thành new,
Đấy. Đây. Khi Sway Capital khi bấm vào nó thành new thì quý vị hiểu ra rằng là khi mà trang chủ người ta công bố rồi thì các thành phần còn lại người ta gọi là icon bấm trong cái giao diện người ta nó hiện ra như thế nào. Ví dụ tôi lấy ví dụ Google, trang web chính thức của Google là google.com, nhưng trong Google là gồm có Gmail, YouTube, tìm kiếm, tài khoản, danh bạ, rất là nhiều thứ. Chúng ta bấm vào cái icon nào ngay lập tức sẽ có cái trang web link của cái icon đó, tức là miễn sao cái trang từ trang chủ người ta bấm thì icon như thế nào là đúng. Có hai nguyên tắc, một là từ trang chủ bấm ra icon là đúng, nhưng từ icon bấm trang chủ lại là sai. Nguyên tắc nó đơn giản thế thôi nhưng mà nó lại khác nhau hoàn toàn. Quý vị hiểu không ạ? Thì giống như trang web Sequoia Capital vậy, quý vị bấm vào cái icon, quý vị bấm vào đăng nhập thì nó vào cái icon đăng nhập. Đấy, quý vị hiểu như vậy. Bấm vào tin tức thì người ta vào cái icon tin tức. Tôi lấy ví dụ cho quý vị hiểu này. Khi mà quý vị vào Gmail, quý vị bấm vào YouTube thì nó vào trong youtube.com. Chẳng nhẽ là youtube.com là lừa đảo, là sai, không phải của Google, không phải. Đúng. Bởi vì nó nằm trong Google, bấm cái là ra. Đấy. Nếu mà bấm từ YouTube ra Google thì nó lại có khả năng lại sai. Đấy. Ví dụ tiếp tục là trong google.com chúng ta bấm vào mục icon Gmail thì chúng ta đã thấy là đây my.google.com, đúng không ạ? Tôi thấy cái rất nhiều người là vớ vẩn, là chết choác rất nhiều, tức là học rất nhiều cái công nghệ thông tin mọi thứ xong xuôi rồi, xong về thách đấu với các bà già là úi giời sai rồi, bảo là Sway.capital tại sao lại là Sway new Sway, tức là người ta học dốt đến thế. Trong Sway Capital mình bấm ngay lập tức nó vào cái icon Sway new Sway, tức là nó đưa mình vào cái mục đấy, đường dẫn vào đấy thì là vẫn đúng của người ta, đúng không? Đấy, tôi đã lấy ví dụ, tôi bảo là các ông không biết là Gmail, google.com người ta có rất nhiều cái hạng mục, cứ vào Google bấm nó là của Google, đúng không? Đây quý vị về thử luôn, trong Google có Keep thì bấm vào Keep thì nó gọi là keep.google.com, được chưa? Vietcombank cũng thế, nó là cái đơn giản trong rất nhiều cái đơn giản, nhưng mà mình lại nghĩ khó ra, thành ra là nó khó là tại mấy cái ông mà không biết lại cái nghĩ ra khó thành làm cho mình lại nghĩ tưởng là khó. Thì chúc mừng tất cả các quý vị là chúng ta cũng đã, trong năm vừa rồi chúng ta cũng đã được kiểm toán bởi cái đơn vị rất là uy tín, đó là Big Four, Bedo. Bedo là một trong 6 công ty kiểm toán lớn nhất thế giới. Trong những công ty kiểm toán lớn này, chúng ta kiểm toán công ty nào cũng được, Big Four cũng được, Bedo cũng được, không sao cả. Và thậm chí là cái công ty kỹ thuật của chúng ta kiểm toán Bedo, nhưng sau đó tập đoàn chúng ta lại kiểm toán Big Four cũng được. Hoặc chúng ta đang kiểm toán Bedo, công ty kỹ thuật của chúng ta kiểm toán Bedo, nhưng cái công ty ở Dubai người ta kiểm toán Big Four cũng được. Hai công ty khác nhau. Đấy, quý vị hiểu như thế nhá. Đấy. Và hiện tại bây giờ công ty chúng ta trong 5 năm vừa qua là chúng ta đã kiểm toán quốc tế, kiểm toán độc lập 5 năm, tức là khi vừa mới thành lập, ngay lập tức những thông số giao dịch hàng hóa, vật tư, đầu tư, mọi thứ chúng ta đã được kiểm kê, đã được kiểm toán độc lập. Độc lập là phải là đơn vị thứ 3. Đã kiểm toán minh bạch ngay từ đầu tiên. Một cái công ty đại chúng kiểm toán là bắt buộc. Không kiểm toán thì đối với quý vị là những cái việc kinh doanh của người ta là có đúng hay sai. Chính vậy là tôi nói với quý vị là để mà nhận biết một công ty chính quy, hãy hỏi ra ngoài, hỏi, hãy cho tôi xem kiểm toán.
kiểm toán độc lập nha, chứ đừng kế toán có dấu của công ty là chết đấy. Kiểm toán độc lập. Kiểm toán độc lập này người ta sẽ vào, người ta sẽ xem những sai phạm của kế toán công ty, kiểm toán công ty. Đấy, và những cái công ty mà muốn nói về đại chúng, nó muốn nói lên sàn, muốn nói về trên thị trường chứng khoán quốc tế thì có phải kiểm toán. Một bước quốc tế thì phải kiểm toán quốc tế. Sideway đã 5 năm kiểm toán trong nước, kiểm toán độc lập trong nước, và gần đây nhất là năm 2019 đã được BDO, một trong những 6 công ty kiểm toán lớn nhất thế giới, doanh thu là 9,6 tỷ đô la hàng năm, đã kiểm toán cho chúng ta, cho thấy dấu hiệu của chúng ta đang chuẩn bị chuyển mình ra lên thị trường. Đấy quý vị ạ. Và khi thấy những thông số từ cái việc các công ty kiểm toán lớn nhất, một trong top những 10 công ty kiểm toán lớn nhất thế giới, người ta kiểm toán, thì đấy là những thông số mà quý vị tin được. Bởi vì không chỉ chúng ta tin, mà thậm chí thị trường chứng khoán giàu kinh nghiệm người ta còn phải nhìn vào số này người ta tin. Đấy. Không có kiểm toán độc lập, chưa có kiểm toán quốc tế, làm sao tính chuyện nói chuyện lên sàn? Khi nào quý vị ra ngoài đường mà cái ông nào mà chưa có kiểm toán, năm nào cũng chưa có kiểm toán quốc tế đấy, năm nào mà nói chuyện lên sàn nọ sàn kia, quý vị bấm tai cho một cái. Đúng không ạ? Chưa có kiểm toán độc lập, chưa có kiểm toán quốc tế mà chưa mau đã nói là sang năm, 2 năm nữa anh lên Nasdaq. Thì quý vị đã biết như nào rồi, đúng không? Và ra ngoài hãy kiểm tra lại cho tôi, để tránh tình trạng là chúng ta nhầm lẫn. Hãy xin một cái việc, xin công ty đó về hoạt động kiểm toán của người ta. Người ta nói mồm là một chuyện, nhưng hãy xin cho tôi tài liệu kiểm toán của người ta, phải có dấu của đơn vị kiểm toán độc lập. Người ta không đưa được cái thông số đấy là coi như mọi thông tin thủ tục cho công ty không được minh bạch. Những cái khoản lợi nhuận quý vị được trả hàng ngày, hàng tháng, hàng quý và hàng giờ, đấy là những cái việc giả dối. Đấy, chính vì là một cách đơn giản nhất, tôi gói gọn, tôi không cần phải là ra ngoài nói chuyện về cái công ty này làm gì, ra làm sao mọi thứ. Nói như thế nó phân tích lâu lắm. Cho tôi xem cái kiểm toán, tôi không cần biết lãi hay lỗ, để tôi thấy được sự minh bạch của công ty. Và tôi cần sự minh bạch của công ty đấy, thì cái khoản đầu tư của tôi, khoản tài trợ của tôi mới an tâm. Nhà tài trợ của tôi, đồng đội của tôi mới an tâm, mới có cơ hội. Không, ông không có kiểm toán là ông đồng nghĩa với đang gian dối hoặc đang che giấu. Được chưa? Tránh nhầm lẫn, tránh bẫy tài chính. Cứ ra phải hỏi cho tôi. Họ bảo ui rồi công ty anh kiểm toán 5 năm rồi, kiểm toán lớn lắm. Đâu, hãy cho tôi xem, tôi chỉ xem những dấu độc lập. Đấy chưa? Đấy, thì có rất nhiều cái hạng mục nữa tôi cũng muốn giao lưu, nhưng mà thực sự là tôi chỉ giao lưu như thế thôi. Thì chúc tất cả các quý vị ở đây sức khỏe. Thứ hai nữa là sở hữu cho mình thật nhiều cái cổ phần. Sở hữu cổ phần là tài sản được công nhận. Sở hữu cổ phần của một doanh nghiệp khởi nghiệp tiềm năng đồng nghĩa quý vị đang chuẩn bị cho mình cái tương lai tươi sáng. Kính chúc quý vị sức khỏe, kính chúc đội nhóm Anh Vĩ thành công hơn nữa. Vâng, xin chào tất cả quý vị. Đến thời điểm hiện tại thì chúng ta vẫn còn khoảng 150 anh chị cô chú chúng ta đang lắng nghe những chia sẻ rất là sâu sắc của thuyền trưởng Skyway, đó là anh Triệu Tâm. Thì thay mặt cho tất cả quý cổ đông cũng là quý anh chị đã tìm hiểu Skyway, thì em cũng xin gửi lời cảm ơn rất là chân thành sâu sắc đến anh Tâm, và chúc anh thật nhiều sức khỏe để có thể tiếp tục đồng hành và hỗ trợ người Việt Nam của chúng ta, ít nhất là 1 triệu người có thể đầu tư và sở hữu cổ phần của một doanh nghiệp tiềm năng như Skyway ạ. Mọi người có thể dành cho anh Tâm một tràng pháo tay thật là lớn thay lời cảm ơn được không ạ?